Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kem. Thông báo, Mọt Kem sẽ thay đổi giờ lên sóng video vào 19h30 thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần. Update ngay lịch mới của Mọt để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Sau sự kiện tại From the Gallows của The Walking Dead: A New Frontier, Clementine tìm thấy Alvin Jr. AJ. Cô tiếp tục bảo vệ và nuôi dạy cậu bé bằng chính khả năng của mình, như Lee từng bảo bọc cô. Cả hai đang chu du trên đường với chiếc xe ô tô mà cô tìm được, như hai kẻ du mục không định hướng, không đích đến. Lưu ý, do đây là game có diễn biến dựa vào sự lựa chọn của người chơi. Vì vậy, Mọt sẽ kể câu chuyện The Walking Dead: The Final Season theo những chi tiết ít bị ảnh hưởng bởi lựa chọn của người chơi nhất. Nó sẽ đi qua những mốc diễn biến chính thay vì các chi tiết nhỏ, cho phép lựa chọn và có thể thay đổi tùy mỗi người. Đây sẽ là những diễn biến mà phần lớn trường hợp dù bạn chọn thế nào cũng sẽ diễn ra, hoặc nếu bất khả kháng, Mọt sẽ kể theo cái lựa chọn mà Mọt cho là tốt nhất. Chương 1. Dừng bước giang hồ. AJ ngồi trong xe và chơi đùa với khẩu súng rulo rỗng của cậu. Tiếng xòe xòe của đạn quay làm Clementine khó chịu. Cô bảo AJ dừng trò tẻ nhạt đó, nhưng cậu bé lại than đói bụng. Cô nhường phần bánh ít ỏi còn lại cho AJ và hai người dừng lại trước một nhà ga bỏ hoang. Nơi này có vẻ còn khá tốt. Hai chị em hy vọng sẽ tìm được ít gì đó bỏ bụng còn sót lại. Họ tiến vào trong và gặp một cặp Walker bị trói chặt vào ghế. Theo lá thư được để lại ngay dưới chân thì họ là một cặp vợ chồng. Nguyện vọng của họ là chết bên nhau và họ hy vọng ai đó nếu tìm thấy những gì còn lại thì hãy để họ yên. Clementine và AJ mở được cửa căn phòng chứa đồ của nhà ga. Cậu bé tìm được một số đạn cho khẩu súng rỗng phòng thân của mình, trong khi Clementine loay hoay tìm xem còn gì ăn được trong này hay không. Cô tìm ra một nắp hầm giấu bên dưới tấm đệm ngủ dày. Khi mở ra thì bên dưới đầy ắp các lọ lương thực dự trữ. Tuy nhiên ngay sau đó, một trái lựu đạn lăn ra dưới đáy hầm. Ai đó đã cài bẫy để đề phòng trường hợp bị trộm cướp mở hầm. Clementine vội đóng nắp hầm rồi ôm AJ lao ra ngoài trước khi quả lựu đạn phát nổ. Tiếng nổ thu hút sự chú ý của toàn bộ Walker trong vùng, khiến cả hai phải bỏ ý định tìm thức ăn và chạy ra xe. Chiếc xe bị vây chặt, trong nỗ lực chạy thoát và chống đỡ lũ xác sống phá cửa xe, họ bị lạc tay lái và lao xuống một con dốc. Clementine mơ màng thấy họ được một nhóm người cứu và lôi ra khỏi chiếc xe bị lật ngửa. Cô gái tỉnh dậy một mình trong một căn phòng yên tĩnh. Tay cô bị cột vào chân chiếc giường mà cô đang nằm. Clementine gỡ dây chói tay và tìm thấy một con dao dọc giấy mỏng giúp cô cậy khóa mở cửa phòng. Hành lang bên ngoài hoàn toàn vắng và hoang tàn. Nhưng khi định trở lại phòng thì cô thấy một cậu bé trạc tuổi AJ đang cầm con dao cẩn thận tiến vào phòng. Dường như cậu ta phát hiện cô đã trốn thoát. Clementine tiếp cận nhẹ nhàng và khống chế cậu bé. Nhưng ngay sau đó, một người khác giương cung phía sau ép cô phải thả cậu bé ra. Cô tỏ ra hợp tác vì không còn lựa chọn nào khác, nhất là sau khi nghe tin AJ vẫn khỏe mạnh. Người cầm cung cũng hạ vũ khí và tự giới thiệu là Marlon, còn cậu bé còn lại là Ten. Hai người họ dẫn Clementine đi ra ngoài. Cô nhận ra mình đang ở trong lãnh thổ của một cộng đồng nhỏ toàn người trẻ. Cô lần lượt gặp những người bạn ở đây và cả một cô gái tỏ vẻ hậm hực khó gần là Violet. Marlon giới thiệu đây là một ngôi trường cũ, trường nội trú Erickson. Nhóm của họ đã gia cố chỗ này thành một ngôi nhà an toàn và sống sót tại đây khá lâu rồi. Anh hướng dẫn Clementine vào trong khu nhà chính để gặp AJ, trong khi mình giúp nhóm gác cổng hạ các Walker đang tiến vào khu phòng thủ. Clementine bước vào theo tiến đàn thì gặp cô bạn tròn quay Ruby bước ra với vẻ bực dọc vì bị AJ cắn. Cô ta không biết rằng AJ rất bực nếu ai tiến đến chạm vào cậu từ phía sau, vì nó gắn đến một ký ức khủng khiếp. Clementine gặp AJ đang đứng nghe anh chàng Louis đàn. Nó có vẻ thích chất nghệ sĩ của anh ta, còn anh chàng có vẻ thích cô chị, nên cố tình tán tỉnh bằng một bài hát. Louis nói rằng trong góc phòng là các vật dụng mà họ thu được khi cứu cả hai và ngỏ ý trả lại nó cho Clementine. Cô gái lấy các vật dụng của mình và trao lại khẩu rulo phòng thân cho AJ trong sự kinh ngạc của Louis. Anh ta không vui lắm vì thấy một đứa trẻ được giao cầm súng. Tuy nhiên, cả Clementine lẫn AJ đều bảo vệ quan điểm của mình. Marlon chạy vào báo tình hình rằng bên ngoài có vẻ xấu và cần thêm người hỗ trợ. Louis và Clementine gia nhập động chiến đấu dọn dẹp đám Walker xung quanh khu trường học và mở đường cho nhóm thợ săn mang thức ăn trở về. Violet ban đầu tỏ ra khó gần nhưng dần dần cảm thấy hòa hợp với Clementine khi sát cánh chiến đấu cùng nhau. Nhóm thợ săn trở về bao gồm có Azim, Brody và chú chó Rosie.
cả nhóm yểm trợ nhau rút vào trong rừng. Azim tỏ vẻ bực bội vì khu vực gần trường đang cạn dần nguồn thú săn, cũng như lương thực để thu gom. Bữa tối được nấu lên và mọi người cùng ngồi ăn với nhau. AJ quá đói nên được Louis nhường phần ăn của mình. Louis bày một trò chơi rút bài đặt câu hỏi để Clementine và mọi người tìm hiểu về nhau rõ hơn, trong khi AJ tìm đến làm bạn với Ten sau khi biết hai người chị của cậu bé đã chết khoảng một năm trước. Sau khi xong trò chơi, mọi người về phòng ngủ. Marlon nhắc Clementine gặp mình sáng hôm sau để bàn việc ở lại lâu dài. Violet đến phòng của Clementine lấy hộp bút vẽ mà hai người chị của Ten để lại đang cất trong này, nhưng thấy AJ đã lấy ra dùng và đang vẽ. Nhân lúc chờ AJ vẽ xong, Violet tiết lộ về quá khứ của hai cô gái vắn số. Theo đó, hai chị em này tên là Sophie và Minerva. Họ mất tích trong một lần đi săn bên ngoài và không trở về nữa. Vì vậy, cả nhóm đắp mộ giả cho họ trong trường. Cả ba chị em từng vẽ rất nhiều và tranh vẽ dán đầy trong căn phòng mà Clementine đang ở. Nhưng sau khi họ mất tích, mọi người cũng gỡ hết mọi thứ xuống. Đó là một ký ức đau buồn. Violet đi khỏi, Clementine bảo AJ lên giường ngủ, nhưng cậu bé vẫn tuân thủ rất nghiêm ngặt những nguyên tắc sinh tồn mà người chị của mình dạy, như bước vào đâu cũng phải nhận diện lối thoát trước, hay ngủ phải chọn chỗ an toàn. Thế là cậu chui xuống gầm giường để ngủ, quyết không ngủ bên trên. Ngày thứ nhất của họ trôi qua trong khu lưu trú mới. Sáng hôm sau, Clementine dẫn AJ vào khu nhà chính tìm Marlon. Anh chàng nhớ ra bệnh sợ chó của cô khi gặp Rosie chiều hôm trước, nên chỉ cô cách làm quen giúp cô bớt sợ hơn. Marlon giải thích rằng họ không máu lạnh tới mức đuổi cả hai đi, nhất là khi Clementine tỏ ra có sức chiến đấu khá tốt, chính là nhân lực mà họ đang thiếu. Họ thỏa thuận rằng cả hai sẽ gia nhập nhóm, bù lại phải giúp một tay để tìm thức ăn nuôi mọi người ở đây. Có hai nhóm tìm thức ăn hàng ngày, một nhóm đi săn nhỏ trong rừng và một nhóm săn cá bằng lao bên bờ suối. Clementine chọn dẫn theo AJ đi với nhóm săn thỏ cùng Azim và Louis. Hai anh chàng này có tâm tính khá đối lập, trong khi Louis phóng khoáng nghệ sĩ thì Azim thực dụng và cau có. Cả nhóm tìm được một con thỏ mắc bẫy, nhưng sau khi thu hoạch nó, Azim cho rằng từng này là không đủ để cả đám ăn. Vì vậy, anh đề nghị Louis cùng hai người còn lại sang khu bắt cá giúp nhóm của Violet và Brody. Khi đến lều câu cá, họ nhận ra điều bất thường khi chiếc lao săn cá cắm trên xác một con walker. Tiến vào bên trong lều, họ phát hiện nơi này đã bị ai đó lục tung và dấu vết còn lại là một mẫu tàn thuốc cuốn bằng giấy xé ra từ kinh thánh. Violet và Brody cũng tiến vào và bất ngờ nhận ra tình trạng hiện tại bên trong. Họ cho biết đã thăm tất cả các bẫy đặt trên suối nhưng chẳng thu được gì. Brody bất ngờ lên cơn sợ hãi khi nhận ra có ai đó đã biết về sự tồn tại của nhóm. Cô sợ ngôi trường bị tấn công và cướp bóc từ người ngoài nếu họ biết được vị trí của nhóm. Brody nhanh chóng bỏ chạy về trường. Những người còn lại gồm có Louis, Violet, Clementine và AJ quyết định họ không thể về tay trắng vì ngày hôm nay cả trường sẽ đói. Sau khi dò lại bản đồ, Clementine quyết định quay trở lại nhà ga mà họ bước vào trước khi bị tai nạn ở đầu game. Louis đánh lạc hướng đám walker tại đây, mở đường cho mọi người tiếp cận nhà ga. Violet cảnh giới ở ngoài cho Clementine và AJ vào trong, mót xem còn gì sót lại sau quả lựu đạn bẫy hay không. Trong nhà kho, họ tìm được vài túi du lịch loại to đủ để chứa đồ mang về. AJ nhỏ người nên chui xuống hầm bắt đầu moi tìm các lọ thức ăn còn sót lại. Bất ngờ một người đàn ông bước vào phòng với khẩu súng trên tay. Gã đàn ông tên là Abel này khống chế Clementine. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc cuốn bằng giấy, cho thấy hắn chính là thủ phạm phá lều câu cá. AJ trồi lên từ hầm và chĩa súng ngược lại phía Abel, quyết không để gã cướp chỗ lương thực mà họ khó lắm mới có được. Clementine lo sợ nếu nổ súng, đám walker bên ngoài sẽ tràn vào, nên bảo AJ đầu hàng và mặc cho Abel khống chế cả hai. Violet từ bên ngoài đi vào để nhắc hai người nhanh tay lên thì cũng bị khống chế nốt. Gã Abel đắc thắng lấy túi đồ chạy mất trong ánh mắt tức tối của mọi người. Clementine hối thúc mọi người lấy hết số còn lại, cho vào các túi sách và cùng Louis bỏ chạy một mạch xuyên qua bảy walker thẳng về trường. Tại trường, Brody đang cực kỳ hoảng loạn nhưng bị Marlon quát cho bình tĩnh lại, bởi vì việc cô lo sợ thái quá có thể ảnh hưởng đến mọi người. Marlon cho rằng với số lương thực tìm được, họ sẽ duy trì được ít nhất là vài ngày và bảo mọi người nấu nướng để ăn tối. Bữa tối không ngon lành gì khi Brody khiến mọi người xuống tinh thần, ai cũng cố ăn cho xong rồi đi ngủ. Trở về phòng, AJ tỏ ra không hài lòng về quyết định ngăn cản thằng bé bắn gã Abel. Clementine an ủi nó và cả hai cùng đi ngủ. Hôm nay, AJ đã chịu lên giường ngủ thay vì cẩn thận như hôm qua. Đến giữa đêm, hai chị em bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau văng vẳng bên ngoài. Clementine để AJ lại trong phòng, rồi một mình đi tìm nơi phát ra âm thanh. Cô đến cửa dẫn xuống tầng hầm, nhưng nó đã bị khóa. Lần theo bản đồ tòa nhà, Clementine đi vòng ra sân, rồi dùng gạch phá ổ khóa cửa hầm phụ dẫn xuống dưới. Tại đây, cô nghe cuộc cãi vã giữa Marlon và Brody về một việc gì đó liên quan đến nhóm người bên ngoài trường. Sau khi họ phát hiện Clementine có mặt, Marlon gạt phăng mọi chuyện bảo cô nên quay về phòng ngủ tiếp,
trong khi Brody do quá lo sợ đã khai ra sự thật động trời. Đó là hai người chị của Ten không chết mà bị Morlan gán cho nhóm người khác bên ngoài để đổi lấy sự bình yên cho ngôi trường. Sắp tới, anh ta tiếp tục tính sẽ gán Clementine và AJ nếu bị đòi. Morlan tức giận, giáng chiếc đèn pin lên đầu Brody cho cô im miệng, nhưng không ngờ, anh ta quá mạnh tay khiến cô gái vỡ đầu mà chết. Morlan sau phút hoảng loạn, liền bỏ chạy lên khóa cửa hầm lại, nhốt Clementine cùng với cái xác sắp biến thành Walker của Brody. Clementine phải tìm vật đủ mạnh để len qua khe cửa để chốt khóa trong khi xác sống của Brody tấn công từ phía sau. Không còn cách nào khác, Clementine đành phải hạ sát Brody rồi loạn choạng bước lên sân trường từ cửa hầm mà cô đã đi vào. Tại đây, Morlan đang cố đổ tội giết Brody cho Clementine trước khi cô bước ra kể lại sự thật mà Brody đang che giấu. Trong khi mọi người đang chia rẽ, mỗi người tin một bên khác nhau, thì Morlan buộc miệng nói ra một chi tiết cho thấy anh ta đã thực sự mang hai người trong nhóm đi trao đổi. Không còn gì để báo chữa, Morlan thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận hình phạt. Nhưng trước khi ai kịp làm gì, thì AJ nổ súng bắn thẳng vào đầu Morlan giết anh ta ngay tại chỗ. Mặc dù biết Morlan đã làm sai, nhưng mọi người đều phản ứng rất tiêu cực về hành động của cậu bé AJ và cách dạy dỗ của Clementine khiến cậu thành một đứa trẻ giết người. Louis tỏ ra cực kỳ thất vọng vì đã bênh vực Clementine và thuyết phục người bạn thân Morlan của mình bình tĩnh lại lúc nãy. Mất đi thằng bạn thân từ nhỏ, cộng thêm việc vốn không để ý việc để AJ cầm súng, khiến Louis đổ hết trách nhiệm cho Clementine. Chỉ có Violet đứng ra bảo vệ hai chị em và cho rằng việc Morlan bị bắn chết không quá tệ như mọi người nghĩ. Cô ngăn mọi người đụng vào Clementine và AJ, đồng thời bảo hai người hãy quay về phòng ngủ để sáng mai tính. Quay về phòng, AJ tỏ ra bối rối vì cậu chỉ hành động theo những gì được hướng dẫn, là không khoan nhượng với cái xấu và thấy cái nguy hiểm phải tiêu diệt nhanh gọn. Trong mắt cậu, Morlan là người xấu, vì vậy cậu đã bóp cò không chùn tay. Clementine an ủi cậu bé và cả hai đi ngủ. Chương 2. Chiến tranh trên đỉnh Bình Yên. Sáng hôm sau, mọi người tập trung làm đám tang cho Brody và Morlan. Cuộc tranh cãi ai đúng ai sai lại tiếp diễn và cả nhóm quyết định bỏ phiếu cho số phận của hai chị em Clementine. Kết quả mặc dù Violet và Ten cố gắng bảo vệ, nhưng số phiếu vẫn nghiêng về lựa chọn đuổi đi. Louis và Violet tháp tùng hai người ra khỏi khu vực an toàn của trường và để họ rời đi. Hai người bạn vừa rời đi thì chị em Clementine phát hiện gã Abel đang lang thang gần đó. Hắn thấy bóng hai đứa đi trong rừng nên đuổi theo nhưng mất dấu. Khi Clementine âm thầm tiếp cận và đánh hắn ngã ra đất thì một đồng bọn của gã khống chế cô từ phía sau và bắt cả AJ. Cả hai bị đánh để tra khảo thông tin về bọn trẻ trong trường. Khi kẻ lạ mặt đá Clementine lăn ngửa mặt lên thì cô nhận ra đó là Lily, kẻ đáng ghét bị Lee bỏ lại ở season 1. Cô ta đã lưu lạc khắp nơi và trở thành thủ lĩnh của The Delta, nhóm Abel đang phục vụ và cũng là đám người đã cướp đi Sophie Minerva. Lily nhận ra người quen và một lần nữa nhờ Clementine dẫn họ quay về trường để thuyết phục bọn trẻ trong trường đi theo. Nhắc thấy bóng của Louis và Violet tiếp cận dần từ phía sau, Clementine phát tín hiệu bắn và mũi tên của Violet cắm vào vai Lily, trong khi Abel bắn trả trúng tay Louis. Lợi dụng tình huống bất ngờ, Clementine dẫn AJ bỏ chạy, trong khi hai kẻ cướp cũng hoàn hồn và chia ra truy đuổi hai nhóm. Clementine dẫn AJ chạy vào rừng sâu và nhờ đám Walker làm vướng tay những kẻ truy đuổi để tẩu thoát. Tuy nhiên, AJ đã bị trúng đạn và bản thân họ cũng bị vây giữa bầy Walker. Bất ngờ có một Walker đỡ đòn tấn công của Clementine và ra hiệu cho cô bình tĩnh. Cô bàng hoàng nhận ra đây là một người giả dạng Walker. Anh ta để cô lại rồi quay đi tiếp tục bộ dạng Walker và dẫn bầy xác sống đi nơi khác bằng việc ném viên đá tạo tiếng động ở nơi khác. Khi bầy Walker đi khuất, anh ta đưa hai người về trại của mình. Cả hai cùng hợp sức lấy mảnh đạn ra khỏi bụng AJ và băng bó tạm thời cho cậu bé. Khi mọi thứ đã xong, chàng trai lạ mặt tự giới thiệu mình tên là James. Anh từng là một thành viên của The Whisperers. Anh cho biết đây là nhóm người chuyên nghiên cứu về Walker và có biệt tài trà trộn, điều khiển đám xác sống. Tuy nhiên, anh nhận thấy nhóm này ngày càng có dã tâm lớn và trở nên tàn bạo nên đã bỏ đi sống một mình nhiều năm nay. James đã âm thầm theo dõi từ Delta một thời gian và biết rằng họ là nhóm có vũ khí khá đầy đủ. Họ nhắm vào bọn trẻ ở ngôi trường này cũng như cách họ tiêu diệt các nhóm nhỏ khác. The Delta đang có chiến tranh với một nhóm lớn ở phía Bắc nên cần rất nhiều nhân lực làm lính chiến đấu. Họ không ngừng ép buộc các nhóm nhỏ khác gia nhập để có thêm người và không ngại dùng vũ lực. Giữa lúc này thì AJ lên cơn sốt do vết thương nhiễm trùng. Mặc dù không muốn nhưng Clementine đành phải mang cậu ta quay về trường, cầu xin sự giúp đỡ, vì đó là nơi duy nhất có thuốc men và dụng cụ băng bó. James đưa họ vượt qua bầy xác sống an toàn về tới cổng trường, nhưng suýt bị Willie trong nhóm trẻ canh gác bắn trúng vì tưởng là Walker. Clementine đề nghị James gia nhập nhóm trong trường, nhưng anh nói rằng mình chưa sẵn sàng và bỏ đi. AJ được đưa vào trường cấp cứu, những người trước đây ghét họ như Ruby cũng tích cực giúp đỡ vì không ai nỡ thấy một đứa trẻ phải chết. Trong khi Ruby chăm sóc vết thương cho AJ, Violet kéo Clementine vào phòng họp và trò chuyện về cuộc đụng độ vừa qua. Clementine kể lại phần của mình và cảnh báo
The Delta sẽ tấn công trường không sớm thì muộn. Họ cần phải chuẩn bị đón nhận việc này. Cô cho biết mình từng tham gia một cuộc chiến phòng thủ tương tự nên sẽ giúp mọi người chuẩn bị. May mắn là khu trường học có tường rào bao quanh khá kín nên nó giống với một pháo đài dễ thủ khó công. Cô hướng dẫn mọi người ra cố tường và sắp xếp lại các vị trí bên trong cho chiến thuật phòng thủ nhiều lớp. Không còn lựa chọn nào khác, nhóm trẻ trong trường đành gác lại sự thù ghét và chấp nhận cùng Clementine tích cực chiến đấu. Thời gian trôi qua, họ dần xoa dịu được sự cam kết ban đầu của mọi người. Hai tuần sau, The Delta bắt đầu cuộc tấn công của mình vào trường. Khi mọi thứ đã vào kế hoạch, thì bất ngờ Ten ra đầu hàng khi nghe nhắc đến hai người chị của cậu. Điều này làm hỏng kế hoạch ban đầu của cả nhóm. Thậm chí Mitch cũng bị giết khi cố lao ra giải cứu Ten. Nhờ chiến thuật của Clementine, họ đánh tay đôi cực kỳ ngoan cường với nhóm có kinh nghiệm và hỏa lực mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chiến thắng, nhưng ngoài Mitch bị giết chết thì cũng có một số người đã bị bắt đi. Giờ đây cả nhóm phải tìm cách giải thoát cho những người bạn của mình, nhưng họ lại không biết vị trí căn cứ của đối phương ở đâu. Chương 3. Món đồ chơi hư hỏng. Tất cả manh mối đổ dồn về Abel bị thương đang nằm lại bên trong sân trường. Bị bắt trói và hỏi cung, Abel vẫn vênh váo cho rằng Lily sẽ dẫn người quay lại cứu hắn. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi hắn nhận ra, cú ngã từ trên lầu lúc đánh nhau khiến hắn bị xuất huyết nội và không còn sống được bao lâu nữa. Abel không sợ gì trừ việc trở thành Walker vì cho rằng như thế sẽ khiến hắn không làm chủ được đời mình. Nên cuối cùng, chấp nhận khai ra vị trí căn cứ với điều kiện Clementine sẽ ra tay kết liễu trước khi hắn chết và biến thành Walker. Có được vị trí căn cứ địch, vốn là một chiếc tàu thủy neo trên sông, Clementine dẫn theo Willie, Violet và AJ đi do thám. Sau khi nấp ở bờ sông, quan sát kẻ địch hạ trại, cả nhóm bắt đầu bàn bạc cách tấn công. Khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nên rất khó tấn công lên tàu. Clementine nảy ra ý nhờ James lùa các Walker đến gần kẻ địch, rồi họ trà trộn vào đám Walker để tiếp cận khu tiếp liệu rồi đốt phá đánh lạc hướng. Trong khi kẻ địch lo giải quyết hỗn loạn bên ngoài, nhóm sẽ lẻn lên tàu giải thoát cho những người bị giam tại đây. Họ bắt được một kẻ lấy củi không vũ trang của kẻ địch và định hỏi cung nhưng khi quay mặt lại, Violet nhận ra đó chính là Minerva. Minerva nói rằng Sophie đã chết khi chiến đấu cho The Delta và cô ủng hộ nhóm Lily hơn. Cô ta trách Clementine đã phá hỏng tương lai tươi sáng của họ khi ngăn việc thâu tóm. Minerva cho rằng khi gia nhập The Delta, họ sẽ được bảo vệ tốt hơn, sống tốt hơn dưới bàn tay của kẻ mạnh. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi có người tìm gọi Minerva trở về. Cô ta không chỉ điểm nhóm bạn mà đi thẳng về như không có gì xảy ra. Clementine cùng AJ tách nhóm đi tìm James và tìm ra anh ta đang ở trong tình trạng không những không mang mặt nạ giả Walker mà còn bị thương ở tay. Anh ta nhờ Clementine giúp đỡ đánh lạc hướng Walker để trở về trại lấy mặt nạ. Có nó, anh mới trà trộn vào bầy xác sống được. Sau khi giúp James lấy lại mặt nạ với điều kiện không giết một con Walker nào, anh ta tỏ ra lưỡng lự khi biết việc mình sắp làm. Anh dẫn Clementine cùng AJ đến một nhà kho đầy Walker và cho cô mang thử mặt nạ bước giữa bầy xác sống để cảm nhận phần người của chúng. James giải thích rằng anh nhận ra Walker cũng còn một chút nhân tình sâu thẳm bên trong. Có tâm lý như vậy nên chẳng ngạc nhiên khi James bị sốc lúc nghe AJ thừa nhận mình từng bắn chết người và càng kinh ngạc hơn khi cậu bé cho biết mình làm thế là đúng và không hối hận vì lấy mạng người khác. Clementine gạt phăng câu chuyện bằng cách thuyết phục James rằng nếu phải lựa chọn giữa mạng của Walker và mọi người, anh sẽ chọn bên nào. James suy nghĩ và thừa nhận anh cũng không thể để những kẻ độc ác như The Delta hoành hành được, vì vậy anh sẽ giúp Clementine. James cho biết anh sẽ tốn một ít thời gian để lùa bầy Walker trong rừng ra bờ sông, vì vậy thời điểm tấn công sẽ là đêm hôm sau. Trở về trường, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc tối trước khi lên đường quyết tử với kẻ địch. Willie nghĩ ra một cách để ngăn bọn The Delta trở lại tìm họ sau này, đó là cài một quả bom vào lò hơi của con tàu. Nếu khởi động tàu, quả bom sẽ nổ tung phá nát căn cứ kẻ địch. Buổi tiệc bắt đầu và Ruby mang ra một thùng hồ sơ. Hóa ra trường nội trú này là nơi mà bọn trẻ có vấn đề về tâm lý bị gia đình gửi đến cho khuất mắt vì không muốn nuôi nữa. Mỗi đứa trẻ đều có hồ sơ tâm lý được báo cáo và lưu lại. Khi lục tìm hồ sơ từng người, họ nhận ra đã mất đến 34 người bạn từ khi đại dịch bắt đầu. Mỗi người bắt đầu tâm sự về hoàn cảnh đã đẩy mình đến ngôi trường này. Tối hôm đó, Clementine đã mơ về thời gian lúc còn ở với Lee trên chuyến xe lửa đến Savannah, nơi cô có những thời khắc vui vẻ nhất cùng người bảo hộ của mình. Cô tâm sự về tình trạng hiện tại và lo lắng không biết phải làm sao. Lee trong mơ đã an ủi cô và tin rằng cô sẽ đủ sức giải quyết mọi chuyện vì Clem là một người có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Lee cũng quan tâm về AJ. Ông cho rằng Clementine đang gánh vác trách nhiệm ông từng đảm nhiệm trước đây, bảo hộ và nuôi dạy cho một đứa trẻ. Nhưng việc của Clementine sẽ khó hơn và AJ cũng đánh đổi tuổi thơ của một đứa trẻ để trở nên mạnh mẽ và có thể sinh tồn giữa thế giới tàn khốc này. AJ đánh thức Clementine vì đã đến giờ hành động. Cả nhóm đến bờ sông hạ một con Walker và chuẩn bị dùng nguyên liệu từ cái xác bôi lên người để trà trộn vào đám Walker được James lùa đến. James tỏ ra bối rối vì nhiều năm sống một mình, chưa gặp nhiều người như thế, và nhất là thằng bé Willie rất thích kiểu cải trang Walker của anh.
Anh kéo Clementine ra chỗ riêng và tâm sự về việc có thể mình sẽ gia nhập vào nhóm, cũng như bày tỏ lo ngại về cách suy nghĩ của AJ. Anh kể rằng mình từng giết rất nhiều người vì tuổi trẻ bồng bột bởi The Whisperers, cho rằng những kẻ mạnh mới đáng sống. Vì vậy, kẻ nào yếu đuối sẽ bị giết thẳng tay. Và bản thân anh cũng từng giết một đứa trẻ chỉ vì nó tỏ ra thương hại kẻ địch. Sau khi tỉnh ngộ, anh quá chán ghét việc chém giết nên quyết tâm ra rừng sống giữa bầy Walker và không làm hại ai cả. Anh cảnh báo Clementine về cách nuôi dạy của cô đối với AJ và nói rằng nếu cậu bé tiếp tục giết người, nó sẽ trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, không có gì ngăn cản được. Sau đó James quay lại với việc lùa Walker trong khi nhóm chia ra đột nhập vào tàu. Clementine, AJ và Violet trà trộn vào đám Walker rồi lẻn đến cửa khoang hàng của tàu trong khi những người còn lại phá hoại bên ngoài để lạc hướng theo kế hoạch. Họ đột nhập thành công, bỏ quả bom vào lò hơi của tàu và tìm đến khu giam tù binh. Tại đây chỉ có một mình Minerva canh gác và họ đã thuyết phục cô ta giúp giải thoát những người khác. Những người bị giam nói rằng hãy lo cho Louis trước. Minerva mở cửa buồng giam của Louis đầu tiên cho Clementine bước vào, nhưng bất ngờ ra tay đánh gục từ phía sau, rồi khống chế cả AJ lẫn Violet giam lại. Clementine tỉnh dậy nhận ra Louis đã bị cắt lưỡi và cả nhóm bị trúng bẫy hai mang của Minerva. Clementine quan sát và nhận ra một số chỗ yếu trên chốt cửa có thể giúp cô chạy thoát. Đúng lúc này Lily bước vào, Minerva đóng vai trò cảnh giới ngắm cái nỏ của mình và Clementine để cô đứng yên trò chuyện với thủ lĩnh mà không giở trò. Sau khi ra ngoài, cô ta tiết lộ rằng Sophie thực ra là do Minerva giết vì cô ta không chấp nhận quy phục lại còn chống đối. Minerva hơi sững người vì bí mật tàn bạo của mình bị tiết lộ. Lily biết khó đè bẹp được ý chí của Clementine nên sai bắt AJ ra làm áp lực. Violet bị giam cùng với AJ đã cố chống cự để bảo vệ cậu bé, còn AJ tỏ ra hung hăng khi lao vào cắn đứt vành tai của thành viên The Delta định bắt mình. Cậu bé nói sẽ giết Lily đồng thời khoe rằng mình đã bắn chết Morlun mà không hề hối tiếc. Lily tỏ ra ấn tượng với chất chiến binh của AJ nên lôi thằng bé lên bong, định sẽ ép nó trở thành chiến binh của nhóm. Minerva đưa Clementine trở về phòng giam và khóa lại, không quên giao giảng về việc nên chịu cúi đầu. Đi theo Lily sẽ có lợi hơn chống đối. Clementine lợi dụng lúc Violet thu hút sự chú ý của Minerva, đã nạy bung chốt và đạp cửa khiến cho ả ngã lăn ra, rồi thừa cơ mở chốt cho Violet. Minerva quay lại đánh trả. Trong lúc ả sắp đâm Clementine thì Violet thoát ra được nên nhặt cây nỏ bắn trúng vai kẻ phản bội. Clementine mở tất cả phòng giam còn lại, mọi người dìu Louis trở về, trong khi Violet ở lại với Minerva, riêng Clementine một mình chạy lên bong tìm AJ. Trên bong, trong khi Lily thuyết phục AJ gia nhập, thì đám thủ hạ của cô ta bắt được Ten và James khi lục soát cánh rừng. Lily ra lệnh cho thủ hạ giết James, thì Ten chạy đến giật khẩu súng ngắn và chĩa lung tung trong hoảng loạn nhằm cứu người bạn đồng hành. Lily biết rõ Ten khác AJ chỉ là một thằng bé nhút nhát nên dễ dàng hù dọa và đoạt lại khẩu súng. Khi bà ta quay súng định bắn Ten thì AJ lao vào cắn. Thủ hạ duy nhất còn trên bong quay súng định giải vây thì bị James nhảy vào giằng co. Clementine lập tức chạy đến tham chiến. Cô ta nhảy vào vật nhau với Lily và giải vây cho AJ, nhưng sức lực không đủ để chấn áp đối phương. AJ từ phía sau nhặt con dao đâm vào đùi Lily để giải thoát cho Clementine nhưng bị bà ta đá văng. Cả hai ngã xuống sàn tàu và cùng nhau với lấy khẩu súng ở phía xa. Nhưng AJ đứng gần hơn và nhặt khẩu súng lên chĩa vào Lily. Cô ta hốt hoảng vì AJ không phải là Ten. Có thể nó sẽ bắn thật nên cố thương thuyết bằng cách hứa thả họ đi và không làm phiền nữa. Trong khi AJ đang phân vân, thì James theo bản tính của mình thuyết phục AJ bỏ súng xuống. Riêng Clementine ra lệnh bắn. AJ nã một phát vào giữa trán Lily giết cô ta ngay lập tức và lạnh lùng xả thêm một loạt đạn nữa như chút giận vào cái xác của kẻ thù. James nhìn Clementine đầy căm phẫn như thể cô đã tạo ra một kẻ sát nhân máu lạnh. Đúng lúc này, bọn thủ hạ còn lại phát hiện Lily đã chết nên định xả súng giết chết hết tất cả, nhưng quả bom phát nổ kịp thời. Con tàu nổ tung để mọi người ra xa và Clementine bị chấn động bất tỉnh. Chương 4 trở về. Clementine tỉnh lại thấy mình nằm tựa lên lan can con tàu. Bên cạnh là cái xác vô hồn của Lily. Bên dưới là dòng sông dày đặc Walker, còn phía trên là AJ đang bị kẹt treo vắt vẻo. Clementine nhanh chóng trèo lên chiếc xuồng cứu hộ gần đó, chuẩn bị đón AJ rơi xuống. Cả hai cùng nhau nhảy cả con tàu đang cháy nổ xuống phía dưới và chiến đấu với đám The Delta còn lại trước khi chạy lên bờ. Ruby tìm được một chiếc xe chở tù binh của bọn The Delta và cả bọn chui vào đó để chạy an toàn khỏi bờ sông dày đặc Walker. Clementine cùng AJ ở lại đoạn hậu để bảo vệ họ, trong khi đó lực lượng tàn quân của The Delta suy yếu dần và bị bầy Walker tiêu diệt. Minerva đã hết đạn lên dung diêu cứu hỏa tiếp tục chiến đấu, nhưng không địch nổi đám đông và bị cắn. Cô ta cho rằng Clementine gây ra tất cả nên ném lựu đạn về phía nhóm người. Clementine nhanh hơn, bắn một mũi tên trúng tay của Minerva khiến quả lựu đạn rơi chỗ khác. Nhưng tiếng nổ vẫn khiến con ngựa kéo xe sợ hãi. Nó bỏ chạy cùng mọi người để lại Clementine và AJ giữa bầy xác sống. Ten xuất hiện từ phía sau dạng đá dẫn đường họ chạy đến một cửa hang nhỏ, với James chờ sẵn ở đó. Sau khi tiến vào hang và vượt qua con suối bên trong để cắt đuôi đám Walker đuổi theo,
họ tạm thời an toàn. James bắt đầu bài diễn thuyết không sát sinh của anh ta và đòi dắt AJ đi theo vì Clementine đang dạy cậu bé trở thành kẻ sát nhân. Nhưng AJ khiến tất cả bất ngờ vì cậu thừa nhận rằng giết Lily là điều hạnh phúc nhất cậu từng làm vì cậu làm theo đúng những gì được dạy về sinh tồn. Bất cứ cái gì đe dọa tính mạng của mình đều phải bị tiêu diệt. Lily muốn làm hại mọi người nên tiêu diệt cô ta chẳng có gì sai. James cố phản bác nhưng bị đuối lý dần khi tư tưởng cả thế giới sống hạnh phúc của Walker của anh chẳng được ai ủng hộ. Anh tức giận bỏ đi và nói rằng lần sau đừng nhờ anh giúp nữa. Chỉ còn lại Clementine, AJ và Ten, họ lần mò ra khỏi hang và đi tiếp vào rừng. Cả nhóm gặp lại Violet, cô tiễn nhóm bạn về trường trước bằng xe ngựa và quay lại tìm nhóm Clementine hy vọng họ còn sống. Cả đám cùng nhau đi về cây cầu gỗ đường tắt để trở về trường. Khu rừng giờ đây vắng bóng Walker vì phần lớn đã bị lùa ra bờ sông. Cây cầu bị vỡ một đoạn nhưng vẫn đủ để nhảy qua an toàn. Đúng lúc đó, Minerva tìm đến từ phía sau trong tình trạng bị chuyển đổi một nửa thành Walker. Cô ta dẫn theo 7 xác sống đến tìm cậu em của mình. Minerva vẫn muốn giành lại đứa em. Cả đám chống trả quyết liệt nhưng Minerva tỏ ra khá mạnh cùng mấy Walker trợ giúp. Cô ta đã dùng chiếc rìu bổ trúng chân Clementine khiến cô bị thương. Anh chơi nhảy qua cầu trước. Violet hết Clementine nhảy trước, còn cô sẽ ở lại cứu Ten đang chết sững vì sợ hãi. Clementine nén đau nhảy qua cầu, nhưng Ten có vẻ muốn cứu người chị duy nhất còn lại của mình khỏi bầy Walker đang túm lấy cô ta. Violet cố gắng giữ Ten lại, nhưng nếu không nhảy, họ sẽ bị bầy Walker bắt lấy. AJ nhanh trí nhặt khẩu súng rồi lạnh lùng bắn chết Ten. Violet không còn mục tiêu nên quay đầu nhảy qua cầu. Khi cô quay sang chất vấn AJ, cậu ta trả lời thẳng thắn rằng làm vậy là để cứu mạng cô. AJ nói rằng quyết định đó không hề dễ dàng vì Ten là người bạn thân đầu tiên và duy nhất mà AJ có. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, cậu buộc phải ra tay. Sự yếu đuối của Ten đã khiến một người trong nhóm chết trong đợt phòng thủ trường. Bây giờ, AJ sẽ không để người nào phải chết vì Ten nữa. Walker phía bên này cầu tiếp tục tấn công khiến họ bị chia cắt. Violet bị tách riêng và tự tìm đường đi, còn Clementine cùng AJ chạy vào một nhà kho bỏ hoang. Walker bao vây xung quanh và súng thì bị hết đạn. Họ chỉ còn vũ khí duy nhất là chiếc rìu cứu hỏa của Minerva. Clementine cho rằng chân của cô bị thương quá nặng không thể di chuyển được nữa. Cô yêu cầu AJ dùng rìu giết mình rồi tự tìm đường về trường. Thảm kịch lặp lại như chuyện giữa Clementine và Lee trong quá khứ. AJ ngậm ngùi vung rìu lên và mọi thứ tối sầm lại. Ký ức của Clementine tràn về lúc cô chạy vào khu nhà kho đang cháy và tìm thấy AJ còn nhỏ bên trong. Cô mang AJ ra xe và lái đi. Từ đây cô quyết tâm bảo bọc đứa trẻ và đào tạo AJ thành một kẻ sinh tồn mạnh mẽ, đủ để sống sót giữa thế giới này. Rồi họ cùng nhau tìm một chỗ gọi là nhà để dừng chân. Lúc này ta quay về với AJ đang dùng lao săn cá ở khu lều câu cá quen thuộc. Cô vừa săn cá vừa trò chuyện cùng Rosie. Lúc này hai đứa có vẻ rất thân nhau. Cả hai thong thả xách xô cá quay về trường với mọi người. Lúc này Clementine xuất hiện với một chân bị cụt, cho thấy quyết định sau cùng của AJ lúc đó không phải là giết người chị của mình, mà chặt bỏ cái chân bị thương để dễ bể thoát thân. Họ cùng nhau ăn bữa ăn vui vẻ. Willie háo ăn đòi xin thêm, trong khi cậu trai lắm mồm Louis bị cắt lưỡi không thể nói được nữa nên phải dùng giấy viết để tán tỉnh Clementine. Họ đã tìm được nhà của mình tại đây sau nhiều năm lang thang giữa cuộc đời. AJ quay về phòng và đặt cái mũ quen thuộc của Clementine lên bàn, thể hiện việc cô sẽ không phải chiến đấu để sinh tồn nữa, mà đây là lúc để kết thúc mọi bi kịch. Câu chuyện The Walking Dead, The Final Season để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ về đúng và sai, về đạo đức và hành vi của con người khi gặp tình huống khó khăn. Chúng ta đã thấy rõ rằng không phải lúc nào đạo đức và sự nhân đạo cũng đúng qua suy nghĩ có phần ảo tưởng của James. Chúng ta cũng thấy rõ sự cực đoan và độc ác chỉ để sinh tồn qua Lily. Vậy phải sống như thế nào thì mới đúng trong hoàn cảnh thế giới hậu tận thế khốc liệt? Câu trả lời chính là AJ. Trong các thái cực thiện, ác, tà, thì cái gã tà đứng giữa luôn uyển chuyển và đắc lợi nhất. Cũng như Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ kế thừa danh hiệu tà của Hoàng Dược Sư, khi cần phải quyết định trong tình huống sống chết thì hãy giữ quyết định của mình thiên về sinh tồn bản thân, và nếu có thể và có điều kiện thì nên hướng thiện. Trong quyết định ở chiếc cầu gãy, AJ đã hy sinh người bạn thân nhất của mình, nhưng vô dụng, để cứu một người hữu dụng hơn. Đó là một quyết định cần phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu bé đã đưa ra trong tích tắc. Nếu để tình cảm riêng và đạo đức ưu tiên trẻ em chen vào, cậu ta sẽ cứu thằng bạn thân, mặc dù nó vô dụng và ăn hại. Nhưng lý trí đã cho cậu bé một quyết định mang tính sinh tồn. Cứ một người có ích sẽ mang lại lợi ích sinh tồn, không chỉ cho nhóm mà còn cho cả bản thân cậu. Nếu ở tình trạng bình thường, quyết định này sẽ khó chấp nhận. Nhưng trong tình trạng phải đối đầu với thế giới khắc nghiệt để sống sót, quyết định này có thể hiểu được. Đó chính là ý đồ và thông điệp của nhà sản xuất khi sắp xếp các chuỗi logic và hệ quả của lựa chọn trong game theo kiểu như vậy. Nó muốn nhắn nhủ rằng, mỗi quyết định ở những tình huống cụ thể đều có lý do riêng của nó và không thể luận đúng sai hay sử dụng cái nhìn của một trạng thái để phán xét. Nói nôm na là người cả ngày ngồi máy lạnh rung đùi thì không thể phán xét được những khổ cực của những người phải chạy ngoài đường mưu sinh.
Sống ở đô thành hoa lệ lại càng khó mà phán xét những thứ chỉ dành cho miền thôn dã hẻo lánh. Bạn chỉ có thể đánh giá một quyết định khi bạn rơi vào tình huống tương tự. Cuối cùng, nhóm làm game đã quyết định thời điểm AJ tốt nghiệp bằng cách cho cậu lựa chọn sự sống chết của Clementine. Thay vì không dám quyết hay không đủ nhanh trí để nghĩ ra cách và lặp lại bi kịch như của Lee, AJ đã tự dám đưa ra quyết định, qua đó cứu mạng người mà mình yêu quý nhất. Nếu chỉ đơn thuần là quyết vì sinh tồn, cậu đã làm khác. Nhưng AJ đã đưa ra quyết định vừa thỏa mãn điều kiện sinh tồn cho mình, vừa hướng thiện là cứu được người khác. AJ đã trở thành một người đàn ông có chính kiến riêng, không tham tàn như Lily và cũng không đạo đức đến mức ảo tưởng như James. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, bạn có thể like fanpage Ngọt Game và tham gia group gia đình nhà Ngọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Ngọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7:30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.